nghi can thực hiện hàng loạt vụ đánh bom chết người trong ba tuần gần đây ở Austin, Texas, tự sát sớm ngày 21 tháng 3 bằng cách kích nổ một quả bom trong xe riêng khi cảnh sát ập tới bắt giữ. Cảnh sát trưởng thành phố Austin, ông Brian Manley cho hay, giới hữu trách trong một ngày rưỡi qua đã chú ý tới Mark Anthony Condit, 24 tuổi, không nghề nghiệp. Cảnh sát phát hiện xe của Condit tại một khách sạn địa phương. Trong khi cảnh sát chờ các toán chiến thuật tới hỗ trợ, nghi can vọt xe bỏ chạy nhưng lao xuống một con mương bên hông đường cao tốc Cảnh sát áp tới thì Condit kích nổ quả bom và chết tại hiện trường. Cảnh sát cho rằng Condit là thủ phạm thực hiện 6 vụ đánh bom, trong đó có 5 vụ phát nổ, giết chết 2 người và làm ít nhất 5 người khác bị thương nặng. Động cơ tấn công của nghi can chưa được xác định, cũng chưa rõ là có tòng phạm nào khác hay không, dù cảnh sát tin là các trái bom gây án đều do một người chế tạo ra. Thống đốc Texas, ông Greg Abbott cho hay, lực lượng chấp pháp vài ngày này đã lần ra được ai là nghi can con sống với hai người bạn trọ phòng nhưng hai người này không bị tình nghi có dính líu